ơn quý vị và các bạn đã đến với buổi tập thứ 9 võ thuật cấp tốc do Võ Đường Ngọc Hòa tổ chức. Và trước khi buổi tập chúng ta sẽ chào tập. Ê! Yêu! Đâu! Ê! Phần đầu tiên của buổi tập sẽ là phần khởi động. Sau phần khởi động sẽ là phần tập chính thức. Và sau phần tập chính thức thì chúng ta sẽ thả lỏng và nghỉ. Thả lỏng xong và chào nghỉ. Sau phần khởi động sẽ ôn lại một số kỹ thuật. Ê! Ôn cái gì? Nhé! Chào! Ê! Cái phải thằng làm Shiko Achi. Jodan mawase ni. Jodan mawase ni. Chứ không phải cái đá mình lệch trong bên đâu, cái chân chúng ta đi thẳng, cái chân chúng ta đi thẳng, cong năm ngón chân lên, cái chân đi thẳng ra, hết. Ushiro ghi nam vào lại. Kỹ thuật 2, Mali Zunzuki. Đấm hai tay nhanh. Ushiro ghi ra vào lại. Kỹ thuật 3. Đừng có phải nhìn người ta. Ghi ra vào lại. Một đá hai đấm. Tay nào trước, tay nào sau cũng được. Đá vào đấm thì không cần phải bận tâm chuyện tay nào. Gạt hạ đấm nghịch. Gedamara Yakuzuki. Kỹ thuật 4. Ageuke Sakuzuki. Đỡ cao, đấm nghịch. Kỹ thuật 5. Soto Deke Sakuzuki. Đỡ ngoài vào, đấm nghịch. Kỹ thuật 6. Uchiuke Sakuzuki. Đỡ trong ra, đấm nghịch. Shiro Gedamarai. Kỹ thuật 10. Từ từ kỹ thuật 9. Shiro Gedamarai. Chuyển Tetsuchi tới Kiba-dachi. Xoay qua lưng, quay phía sau. Quay lại, gót cái tay ra, hai gót chân ra ngoài. Kibarachi, dí. Kibarachi là hai cái gót chân nó ra ngoài. Đó. Và là cái người cưỡi ngựa, người ta cưỡi như vậy. Đó. Chứ không phải là hai mũi chân ra ngoài là tấn Shiko Achi, chúng ta đừng nhầm lẫn giữa hai cái tấn này. Đây là tấn Kibarachi, hai gót chân ra ngoài và nó rộng bằng hai vai của mình, có nghĩa là bằng hai cái viên gạch này. À, đây đây. Tiếp. Usuro Gedamarai. Kỹ thuật 13, Liziran. Jodan mawase ni, đá bằng cầu vân, thương đảo. Đập ra Kumite, đặt chân xuống đằng gen và đấm địch. Lùi sau, Nekonachi, đá vòng cầu thuật, đặt chân ra sau ở tấn nhón. Em quay góc này khoảng 30 lần chẳng hạn, hoặc 20 lần chẳng hạn. Thì 10 ngày như vậy chúng ta đã có 300 lần rồi, 200 lần hoặc 300 lần rồi. Nó phải tính như thế, chứ không phải bây giờ đúng bây giờ làm một phát 1000 cái chẳng hạn. Thì như vậy thì nó mất rất nhiều thời gian và nhiều khi nó cũng mệt. Mỗi kỹ thuật chúng ta chỉ cần tập khoảng 2-30 lần. Đó. Ví dụ một số cái bài mà về của các cái môn khác khi mà thầy nghiên cứu chẳng hạn, đó, để tăng cường sức khỏe hay để chữa bệnh ấy, thì người ta cũng tập có 17, 18 lần hoặc đến 21 lần. Cho nên cái kỹ thuật của chúng ta cũng vậy, chúng ta không cần tập quá nhiều nhưng mà không nên lười tập quá. Tại vì khi lười tập là kỹ thuật nó lộ ra liền. Anh nào lười tập đấy là kỹ thuật nó rất kém, không ra làm sao hết. Mà chúng ta tập võ để làm gì? Tập võ để tăng cường sức khỏe, để rèn luyện cho mình ý chí và bản lĩnh, để tu dưỡng phẩm chất đạo đức. Còn cái chuyện đánh nhau mới là chuyện nhỏ. Nghĩa là khi nào không may có chuyện gì đấy cần phải sử dụng võ thuật thì khi đó mới dùng đến võ, nhưng học võ có phải để đánh nhau đâu. Chứ còn nếu mà lười tập như một số người thì tôi bây giờ chắc tôi kỹ thuật chắc là chẳng biết gì nữa, tại vì tôi rất là nhiều việc, vừa phải làm võ, vừa vệ sĩ, vừa khách sạn, vừa là một thầy giáo, vừa là tổng giám đốc, vừa là vân vân, rất nhiều cái việc mà không thể kể hết. Chúng ta cũng phải chịu khó tập luyện. Chưa kể đến chuyện tôi vẫn phải lên Facebook đại diện của công ty, không phải là Facebook cá nhân. Facebook cá nhân này đương nhiên mình lên rồi, rồi vẫn phải quản trị website. Rồi, bây giờ tiếp theo thì chúng ta sẽ tập kỹ thuật cơ bản của Kyu 6 Gedamarai Yakusuachi. Liziran Miley Suzuki, đá thẳng hai đấm. Anh hình dung này, ví dụ thế, một phát ở đây, mà đây người ta yêu cầu là hai là đấm chu đa, nhưng giả sử như mình đánh nhau thật chẳng hạn, nhưng cứ thế mình đấm thôi, mình lên thẳng vào mặt nó, đá đấm bột nó, đấm mũi nó bẹp mũi. Thế làm gì có chuyện đá xong rồi đứng cái này nó đấm ra phát để gây răng này không được. Đá cái là thực hiện hai đòn đấm ngay. Đây là người ta yêu cầu hai đòn đấm chung, chứ còn ra ngoài thi đấu có thể người ta đấm thượng đẳng, có thể đấm chung đẳng. Tiếp. cậu kia ra màn này. Kết tập 2, Liziram, Mali Zunzuki. Kusho ghê đam vào lại. Kết tập 3, ghê đam vào lại Zakuzuki. Đóng bằng vai rồi không có đấm cao. Đấy. Kết tập 4, Ageuke Zakuzuki. Kỹ thuật 5, Soto Reuke Zakuzuki. Đỡ ngoài vào, đấm nghịch. Kỹ thuật 6, Uchiuke Zakuzuki. Kỹ thuật 7, Joko Geri. Ushiro Gerambarai. Kỹ thuật 8, Joko Geri. Đá ngang đặt xuống tấn trên. Tiến Kokusu Sutooke. Chuyển Zaikutsu Chudanzuki. Ushiro Gerabarai. Kỹ thuật 9, Sutooke Ko Sakuzuki Zai. Ushiro Gerambarai. Chuyển Kibarachi Tetsuchi. Kỹ thuật 12, Ushiro Gerambarai. Jodan mawase ni. Đá vòng cầu dân thượng đẳng. Zakuzuki. Đặt xuống đấm nghịch. Lùi. Kỹ thuật 14, Nekonachi Jodan mawase ni. Đá vòng cầu dân đặt trên vào sau tấn nhón. Ghi nam vào lại. B. Nghiêm. Sau. B. Rồi. Làm chính thức thì mình sẽ không bảo. Đỡ trong ra. Đi. Gạt nghịch đấm thượng trung. X. Gạt nghịch phải. Mình không hiểu gì. Nghĩa là cái tay này, cái tay đang đỡ này nhá, chính cái tay này mình sẽ đỡ tiếp vào tiếp theo, và cái tay còn lại đấm vào mặt, tay kia đấm vào bụng. Đó, tay đang đỡ trong ra này sẽ thực hiện đòn cái Gerambarai luôn. Đôi lùi lùi lùi. Đi. Xuống. X. Cứ quay bình thường tại vì người ta sẽ tập nó. X. Đi. Rồi, tay trái cũng phải nắm tương mà. Đơn giản thế. Đi. Rồi B. Cứ mỗi kỹ thuật chúng ta tập á thì nó sẽ rèn cho chúng ta một số cái kỹ năng để sau này khi rơi vào tình huống nào đó thì chúng ta có thể vận dụng được. Đó. Đó. Ví dụ như cái tình huống cái kỹ thuật vừa rồi, ví dụ như là anh Tiến đó, xong tiếp cái chân đó này, cái tay của chúng ta nó gần đây không, tại vì đây nó gần đây nên chúng ta cho vào luôn, cái tay còn lại thì rỗi rãi chúng ta làm cái vào sườn. Nghĩa là chúng ta phải nó phải tùy cơ ứng biến. Ví dụ như tại sao người ta học còn đấm móc, bây giờ đứng bên này tự nhiên lao và đấm móc thì có lẽ không cần thiết. Không, nhưng mà ví dụ như ở cái khoảng cách chật quá chẳng hạn, không biết làm sao chật quá, khoảng cách gần móc cái này lên, nó phải tùy cái khoảng cách đấy. Đó là còn đấm cắt kéo chẳng hạn, thế nó ở cái khoảng cách gần quá người ta không đấm cái đòn khác, người ta thực hiện cái đòn đấy. Hoặc cái đòn trỏ thế, ví dụ nó đứng ở đây thì mới trỏ, nhưng nó đứng ở trước còn lao ra trỏ này thì nó lại không cần thiết lắm. Nó lao ra trỏ này nó mất thời gian của mình. Nghĩa là mỗi kỹ thuật nó sẽ áp dụng cho những cái tình huống cụ thể. Tình huống nào thì làm gì nó phải tùy, giống như kiểu nói thì nó khập khiễng như mấy thằng đá bóng ấy, nó đòn nào cái bóng nó nằm ở đâu thì nó đá như nào. Tiếp tục đầu bên xuống cái thuật 3. Em cứ đấy nhá, đấy tổng cộng là 6 bây giờ sẽ không. Tiếp dân đòn vẫn là thượng trung mai đi, số x. Được. Bước thứ 2, môn đô tè. Đi. trở về. Là cái phần kỹ thuật Kumite đối luyện của chúng ta đã xong. Đây là chương trình Kumite đối luyện của Kyu 6. Chúng ta sẽ giải lao một chút trước khi chuyển sang tập Kata của chương trình Kyu 6. Thực hiện 3 bài quyền Heian Shodan, Heian Nidan và Heian Sandan. Chúng ta sẽ tập nhẹ nhàng để các cái bạn có thể tập theo. Bắt đầu. Nghiêm. Chào. Heian Shodan, tên bài. Heian Shodan. Ê. Heian Shodan, tên bài Heian Shodan. Hey. Tên bài Heian Sandan. Hey. Go. Như vậy là buổi tập võ thuật cấp tốc tự vệ do Võ Đường Ngọc Hòa tổ chức đã kết thúc buổi thứ 9. Đây là chương trình học võ cấp tốc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi tập thứ 10. Xin trân trọng cảm ơn. Sau cái phần tập chính thức chúng ta sẽ thả lỏng, và sau phần thả lỏng chúng ta sẽ chào mình. Ê! Yêu! Chào! Ê! What? Hey. Let me.